Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình ha. Hôm nay siêu nhân khoe cho cả nhà mình. Hôm nay là mùng 5 tháng 5. Siêu nhân cho các bé ăn mùng 5 tháng 5 này cả nhà mình. Nguyên nồi đầy luôn. Là hôm nay các bé ăn không có trộn cơm nha cả nhà ha. Cả nhà mình cũng nhớ cái nồi này mỗi lần là siêu nhân nấu vừa thức ăn vừa cơm bao nhiêu đây à? Hoặc ít hơn chút xíu mà các bé ăn còn bỏ mứa. Còn hôm nay là các bé ăn như vậy là không có hộp cơm nào cả nhà ha. Ở trong đây là gồm ba món siêu nhân nấu chung nha. Đầu gà, dưới gan, dưới phổi siêu nhân đã cắt cục ra hết rồi cả nhà mình ha. Hôm nay là các bé ăn ăn ngon, không có trộn cơm. Tuy nhiên thì đối với siêu nhân vậy là ngon, nhưng mà đối với cả nhà mình nhiều khi cái này không bằng cái hàng ngày của cả nhà mình cho các bé ăn không chừng. Thì siêu nhân có làm sao nói vậy. Vậy là bữa nay là ngon, chứ mỗi bữa là đầu gà hoặc là thịt mặt cưa. Còn hôm nay có gan có phổi rồi vô nữa. Phổi còn tí xíu thôi, còn như là gan. Siêu nhân cắt cục ra nó giờ chín rồi hả cả nhà. Có nhiều khi không ngon cả nhà mình cũng thông cảm ha. Mà siêu nhân có không biết là các bé có ăn ngon miệng hay các bé chê nữa, siêu nhân có không rành. Để siêu nhân cho nó nguội xong rồi siêu nhân cho các bé ăn, siêu nhân quay cho cả nhà mình xem nha. Rồi siêu nhân nấu chín rồi cả nhà mình, siêu nhân trộn lên mà chắc là thêm siêu nhân thêm mấy cơm nữa cả nhà ha. Hồi nãy siêu nhân tính là các bé không ăn cơ không cho cơm vô á, ăn sang á, nhưng mà siêu nhân sợ thiếu, sợ các bé ăn ngon miệng quá là thiếu á, siêu nhân trộn vô miếng cơm ha. Đó, ngon cả nhà mình, gan phổi rồi nằm dưới này nè. Đó. Nói chung là theo siêu nhân nghĩ các bé sẽ ăn ngon, đây là mùi ngon. Còn ở đây là cũng là như vậy luôn, nhưng mà siêu nhân đã sắc ra và xé nhuyễn ra ha cái nhà mình. Sắc ra rồi nè, xé ra rồi nè. Đây là phần ăn của bé Dợn nha. Đây, của bé Dợn đây. Đây, cục cưng của cái nhà mình đây. Bé Dợn đây. Bé Dợn ăn trước đi ba. Đó. Rồi bé Dợn ăn thấy ngon là các bé kia ăn chắc chắn là ngon, tại bé Dợn kén ăn cả nhà mình, mà bé Dợn ăn là mấy bé kia là khoái chí luôn. Hôm nay các bé ăn mùng 5, còn siêu nhân thì không có ăn mùng 5. Siêu nhân không có biết mùng 5 là gì, chỉ biết là hôm nay là ngày mùng 5 là cho các bé ăn thôi, còn siêu nhân bình thường. Bây giờ anh đứng giật tội nghiệp với cái nhà mình ha. Nhưng mà bây giờ anh sẽ vượt qua. Siêu nhân phải nói chứ là có lòng tin dữ lắm luôn á, có lòng tin rất là mạnh là bây giờ anh sẽ vượt qua. Dạ ơi, đứng giật kìa, cái nhà thấy không, cái người giật không? Siêu nhân có mua cái loại thuốc mà có một khán giả vô cho siêu nhân biết được cái tên thuốc á, thuốc động kinh á, siêu nhân mua cho bây giờ anh uống ngàn viên 500 á, mà cũng không thể giảm cả nhà ha. Chứ có lẽ là cái này là phải kiên trì dài dữ lắm, thời gian dài lắm. Siêu nhân nói cho bé cả nhà mình nghe anh tin nữa, bé vợ anh là uống thuốc canxi rất là ngoan nha, ngoan đến nỗi là bây giờ là không cần phải là nhét cho miệng nữa, mà chỉ cần để lụm hai viên canxi, nửa viên canxi á, là hai cái là một viên đó, để xuống là bé vợ anh tự lụm tự nhai thôi. Bé vợ anh ngoan lắm. Để siêu nhân theo dõi coi bây giờ anh thích ăn gan nhiều hay là thích ăn phổi nhiều. Cái cục mà bây giờ anh bỏ ra ngoài là cục đó là cục phổi đó cả nhà mình. Mình theo dõi anh sẽ biết là thích ăn gan hay là ăn phổi hay là thích ăn thịt gà. Đứng là nhúng là nhiếc, là nhúng là nhiếc kìa, chứ mà có bé nào lạ lại là cũng ngừ sủa rồi dữ lắm. Đuổi đi làm dữ lắm luôn á. Có nghĩa là gan chứ phổi nó vẫn ngon hơn thịt gà. Hay là bữa giờ ăn thịt gà ngán rồi, bữa nay có gan chứ phổi món mới làm ra ăn hai món đó nhiều.
chưa thấy bé ăn cục thịt gà nào hết. Ngủ rồi mà con. Ăn cả nhúng rồi nhúng tội nghiệp thiệt đó chứ. Ráng đi con, vượt qua nha con ha. Làm kỳ tích nha con ha. Bây giờ anh sẽ vượt qua. Theo siêu nhân thôi đừng nói. Bây giờ anh cả nhà mình theo sát chân luôn. Siêu nhân mà đi là ra liền. Dây cổ với lại dây buộc của bây giờ anh là của Mỹ đó cho cả nhà mà nha. Của bạn Thí Kiều Hồ gửi về cho siêu nhân một thùng quà, trong đó là giờ gồm có dây buộc các bé rất là nhiều. Cũng nhân dịp clip này, siêu nhân xin chân thành cảm ơn bạn Thí Kiều Hồ rất là nhiều ha, đã yêu thương các bé và coi như là gửi tiền cho các bé, rồi còn mua quà cho các bé. Như là bánh kẹo rồi dây buộc các bé rồi nữa. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Ở trong cái phổi á, nó có một cái sụm. Nãy siêu nhân sắc siêu nhân thấy nó có một cái sụm giống như cái ống vậy, cái ống thở hay gì cả nhà ha. Bây giờ anh nhai nghe rột. Chưa ăn cục thịt gà nào luôn, toàn là gan với phổi không. Ăn một năm tháng năm đó, nửa năm đó. Ngon không? Bà Khanh không có gì ăn nè. Thôi siêu nhân để cho bé vợ ăn hết nha, siêu nhân quay trở vô trong cho các bé ăn đây. Mời cả nhà mình vô thăm các bé ha. Siêu nhân xin chào cả nhà mình ha. Ngày mới siêu nhân mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha. Bây giờ hồi nãy thì siêu nhân cho bé vợ ăn, còn bây giờ siêu nhân đến vô cho các bé ăn. Thì cả nhà mình thấy các bé nó quậy quá, siêu nhân dọn không nổi. Cả nhà mình mới vừa lắp xong vũ thao cát đồ xong hết là chút xíu là vô banh chành nữa, quậy cát bà lên tới lên trên giường luôn á. Rồi đây là quá trời lỗ luôn, siêu nhân mới vừa lắp lại cả nhà mình. Rồi còn đây là nồi thức ăn cho các bé. Siêu nhân nói là hôm nay là cả nhà mình các bé mùng năm ha. Nó nghe mùi á cả nhà mình nè, nghe mùi á. Thôi nha, từ từ. Còn ở đây thì sáng nay thì siêu nhân đã thay cát mới vô cho các bé này, các nhà thấy không? Nó siêu nhân xúc hết những cái cát nước đáy nước tiểu rồi của các bé dục ra ngoài, siêu nhân bỏ một mớ cát mới vô cho các bé chơi và các bé ì trên đó ha cả nhà ha. Rồi bây giờ để siêu nhân cho các bé ăn nha, các nhà mình xem ha. Mời cả nhà mình xem các bé ăn hôm nay ăn ngon nha mình nha, các ăn mùng năm. Xin mời cả nhà. Thôi, các bé ăn thấy rất là thấy mê cả nhà mình ha. Ăn phải sợ thì chứ. Số 1 sao con hất cái thau lại rồi, kế bên này con rướn ngay lộn với một số 1. Mồi lỗ thôi đừng nổi coi cả nhà mình, quá trời lỗ hang luôn. Cát đầy thau đầy giường hết luôn. Hầu như giờ không đứa nào mét đứa nào không có hết. Ăn để mê. Các bé mạnh khỏe, ăn mạnh khỏe, siêu nhân vui, cả nhà mình cũng vui. Các bé bệnh, siêu nhân buồn, cả nhà mình cũng buồn. Buồn nhiều nhất là siêu nhân vừa bị cả nhà la, rồi kiểu như là chăm sóc các bé không tốt, nhưng mà thật sự ra ráng quá rồi. Mắt bé số 1 này đỡ nhiều lắm nha cả nhà mình ha. Số 1 ơi, số 1 à,
hất cái thau lại kế bên, bên xong rồi đứng gây lộn. Bé Đen ăn xong rồi hả con? Của con bên đây nè Đen. Đúng rồi. Bé Đen nè, bé Đen đuôi quắn, đuôi giống như là con hải mã cả nhà mình ha. Nè. Bé Đen nè. Đuôi như con đuôi con hải mã vậy. Chim bông đá vô thau, để chút xíu cho Siêu Nhân quay cho cả nhà mình xem, chắc chắn luôn. Có hay chắc. Mới vừa vũ thau đó là cái đầu là cũng dơ dò dơ chân đá vô thau. Sở dĩ Siêu Nhân lấy những cái thùng nước thùng bê cao lên cho các bé khỏi đái á. Thấp thấp đái vô hết. Hết màu hạt rồi cả nhà mình. Mai phải đi cái hạt mới rồi. Buổi sáng các bé ăn hạt, buổi chiều mới ăn cơm ở cái nhà ha. Xin nhà xin nhắc lại. Nè, mắt số 1 này hết nè cả nhà mình. Số 1 ơi. À 10 giảm hết 7 rồi. Mắt số 1 á. Số 1. Nào, đâu đưa cho con đưa con mắt coi. Đưa con mắt coi, mắt coi. Đó, đó. Đâu? Coi con mắt coi. À. Rồi xong. Bây giờ thấy phần của Siêu Nhân dọn dẹp. Tôi nói xong rồi. Xong rồi đúng không? Đúng không? Ừ. Đâu? Coi mắt coi. Đó, cả nhà mình thấy không? Ăn không hết thì cả nhà thấy không? Thao nào cũng còn tí tí. Nhưng mà đổi thao, đứa này qua chạy qua thao, cái đứa kia chạy qua thao đứa nọ, hồi nhơi qua nhơi lại hồi cũng hết à. Coi một bé trai, bé Đen đu quắn nữa là bé trai, là hai bé trai. À mình chỉ có hai bé trai thôi cả nhà ơi, hai bé thôi, để Siêu Nhân có thể là cho tuyệt sản vòng vòng đổ đây cũng được, mắc chút xíu cũng được, tại vì số lượng bé ít đó. À, mình không có kêu bác sĩ được, mình cho tuyệt sản vòng vòng đây. Hai bé Đen á, bé Đen này trai, bé Đen đu quắn cũng trai nè, còn nhiều cái tuyệt sản, xong cái mình mai chiều mình thả ra là không sợ nữa. Tuyệt sản lẻ thì nó hơi mắc tiền chút xíu, làm như 350 con tùy theo ký lô của cái nhà mình. À, tại vì cái thuốc mê các bé nó mắc tiền á, đâm ra là tính ký lô, ký lô. Ừ. Con hôm nay có phá không? Có luôn đúng không? Có phá luôn đúng không? Mặt này mà hiền khỉ vậy, hay làm trọng tài? Số một uống nước hả? Không hết, nhưng mà gần hết, còn một xíu thôi. Ngon quá ha, nay ngon không? Ừ. Nay ông Khanh ông nấu có gì mà ngon, bà cố ngon luôn hả? Nay ông nấu có gì hả? Lúc mà tôi nay ăn tôi thấy có ba vị lạ luôn đúng không? Có ba vị thịt luôn đúng không? Ừ. Nha, một ký mấy gan ở nhà không? Gần 2 ký gan ở nhà không? Ừ, trả tiền đây, 45.000 một ký. Gần 2 ký gan trả tiền đây. Phổi chưa tính, đầu gà chưa tính, cơm chưa tính, mắm muối lửa củi rồi chưa tính, công tôi chưa tính, trả tiền đây. Ừ, lắc đuôi cái gì? Hiền vô cùng hiền, không bao giờ đấy. Ngọc định hết á. Số 1 à, con làm gì? Số 1 Ngọc ơi,
Thôi rồi, siêu nhân dọn dẹp rửa thao chén cho các bé đây cả nhà ơi. Siêu nhân xin khép clip lại ha. Nhân dịp phụng năm, siêu nhân xin chúc cả nhà mình đón một năm thật là an lành và hạnh phúc nha. Xin chúc sức khỏe cả nhà mình ha. Chào tạm biệt cả nhà mình, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Siêu nhân dọn dẹp ra làm nữa cả nhà mình ơi. Siêu nhân thì không có một năm, siêu nhân vẫn làm bình thường. Chiều nay siêu nhân tranh thủ đi uống ly cà phê khuây khỏa chút xíu cả nhà ha. Làm chiều nay nghỉ sớm tí xíu đi. 4 giờ nghỉ siêu nhân sẽ đi uống ly cà phê. Ly cà phê mùng 5. Cho nó đầu óc nó khuây khỏa xíu. Ở đây á, siêu nhân nói cả nhà mình á, uống cà phê thì nó nhiều quán cũng đâu cũng có đó, nhưng mà uống cà phê mà theo khẩu vị của siêu nhân á, cà phê hạt á, cà phê pha máy á, thì phải đi 20 mấy cây số, chắc 20 cây quá mới có ly cà phê theo cái sở thích của siêu nhân là cà phê hạt và cà phê pha máy á. Chứ còn vòng đây cà phê nó siêu nhân vô kêu ly cà phê ra cái nước có đen thui vậy, giống như siêu nhân sợ cà phê pin. Uống cà phê hạt thôi, cái nước nó không có đen mà uống nó ngon. Ly cà phê hạt ở nhà mình mà đói bụng uống vô say luôn á. Giang ơi, Giang nó mắt số 1 nè, đó số 1 đó, ở cái nhà thấy không, giảm nhiều. Thôi siêu nhân xin tạm biệt cả nhà mình đây, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo ha. Bye bye cả nhà mình.